Vì sao Việt Nam bỏ phiếu chống lại nghị quyết của Liên Hiệp Quốc về Nga? Các bạn đang xem video trên kênh Cà Phê Bệt thuộc chuyên trang Cánh Cò.net. Đại hội đồng Liên Hiệp Quốc hôm qua đã tiến hành bỏ phiếu về việc loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, một hội đồng nhỏ trực thuộc Liên Hiệp Quốc, cụ thể là có 93 nước ủng hộ, 24 nước chống và 58 quốc gia bỏ phiếu trắng. Như vậy, nước Nga vẫn giữ được ghế trong Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, nhưng mất quyền bầu cử và quyền phát biểu. Như nhiều lần đã nói, quan điểm của Việt Nam là phản đối chiến tranh, không nghiêng ngả về bên nào. Thế nhưng việc Liên Hiệp Quốc bỏ phiếu thông qua nghị quyết để loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền, với cáo buộc phía Nga liên quan đến cái chết của thường dân ở Bucha, với hố chôn tập thể hơn 300 thường dân thì Việt Nam không thể đồng ý bỏ phiếu tán thành được. Và không chỉ Việt Nam mà ngay cả những quốc gia đồng minh bán dầu giàu có như Qatar, UAE, Saudi Arabia, Oman hay các nước Đông Nam Á như Philippines, Myanmar không đồng ý hoặc trung lập về quyết định loại Nga ra khỏi Hội đồng Nhân quyền. Không phải ngẫu nhiên mà nhiều nước lại lên tiếng phản đối hay bỏ phiếu trắng, bởi thông tin về vụ thảm sát này vẫn còn mập mờ. Trong khi vụ thảm sát Buchan chưa rõ ràng, chưa có cuộc điều tra trung lập, công khai, minh bạch, kết luận khách quan về vụ việc thì không nên quy kết cho phía nào trong cuộc xung đột, bởi nóng vội, cảm tính sẽ dẫn đến quy kết sai cho các bên. Còn nhớ năm xưa trong vụ thảm sát Mỹ Lai đầy tai tiếng của nước Mỹ tại Việt Nam, thế mà lại chẳng có sát nhân nào bị xử lý. Rồi đến năm 1978, chế độ Khmer Đỏ xu quân tấn công biên giới phía Tây Nam của Việt Nam và thảm sát hơn hàng nghìn thường dân vô tội ở Ba Chúc, An Giang. Từ năm 1975 đến năm 1978, hơn 30.000 người Việt ở biên giới đã bị Khmer Đỏ giết hại dã man, chưa kể hàng chục ngàn người Việt Nam sinh sống tại Campuchia bị chúng hành quyết bằng gậy gộc, cuốc thủng, chôn sống. Vậy thế giới, hay nói đúng hơn là Liên Hiệp Quốc có lên án thảm sát Ba Chúc hay những tội ác mà Khmer Đỏ đã gây ra cho người dân Việt Nam hay không? Điều đáng buồn là gói gọn trong ba chữ, không gì cả. Nhân dân Việt Nam khi đó đã cay đắng tự hỏi Liên Hiệp Quốc ở đâu, luật pháp quốc tế ở đâu, công lý ở đâu. Quan sát những gì diễn ra xung quanh chiến sự Nga-Ukraine mới thấy, mọi việc nó không đơn thuần là câu chuyện xung đột giữa hai quốc gia. Từ cấm vận, trừng phạt kinh tế, lôi kéo cả FIFA, Ủy ban Olympic hóa học vào loại Nga ra khỏi cuộc chơi, giờ Mỹ còn đưa thêm cả món nhân quyền đặc sản của người Mỹ vào Liên Hiệp Quốc. Người ta thừa hiểu đây là cái cớ mà người Mỹ dùng để can thiệp vào công việc nội bộ của các nước khác, được đem ra áp dụng với Nga. Lên án Nga vì vi phạm nhân quyền ở Ukraine chỉ là cái cớ. Thực chất đây vẫn là một nước đi của Mỹ nhằm loại Nga ra khỏi cơ chế quốc tế đa phương, không kìm hãm sự ảnh hưởng và vai trò của Nga để không thể cạnh tranh vị trí siêu cường với Mỹ. Đằng nào uy tín quốc tế của Nga cũng bị tổn hại, ra khỏi Ủy ban Nhân quyền quốc tế có tổn hại thêm nữa cũng chẳng sao. Có thể thấy Liên Hiệp Quốc dễ dàng bị thâu tóm và phục vụ cho toan tính chính trị của các nước lớn như thế nào. Liên Hiệp Quốc lẽ ra nên là một tổ chức hòa hợp, trung gian, công tâm chứ không nên là một tổ chức bị lôi kéo bởi cường quốc thế này. Đã đến lúc Liên Hiệp Quốc, một tổ chức do Mỹ đứng sau hậu thuẫn bằng sức mạnh của cường quyền cần nghiêm túc nhìn lại quân bài dân chủ, nhân quyền khi áp dụng lên các quốc gia khác.